Mừng ngày hội du lịch tại công viên 23 tháng 9, Du lịch Việt giới thiệu chương trình săn tour khắp năm châu với giá 0 đồng. Du lịch trong nước như Vịnh Hạ Long, Sapa, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phong Nha, Quy Nhơn, Phú Quốc. Du lịch năm châu đến với Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Dubai, châu Âu, Úc, Hoa Kỳ. Chi tiết liên hệ tổng đài 1900 1177 hoặc truy cập du lịch việt.com.vn. Du lịch Việt, phục vụ bằng cả trái tim.